Với dệt may, da giày, công nghệ thông tin thì thực phẩm cũng là một lĩnh vực được cho là Việt Nam sẽ hưởng lợi khi Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam Châu Âu EVFTA có hiệu lực. Tuy nhiên điều này chỉ xảy ra khi các doanh nghiệp đáp ứng được các tiêu chuẩn an toàn ở quy mô quốc tế. Trong khi thực tế hiện nay thì chưa nhiều doanh nghiệp Việt lưu ý các điều kiện này. Sản xuất mặt hàng rau câu, gần như 100% sản phẩm của doanh nghiệp này để xuất khẩu. Do vậy, từ năm 2018, doanh nghiệp đã được cấp giấy chứng nhận ISO về quản lý chất lượng. Theo đại diện doanh nghiệp, liên tục cập nhật tiêu chuẩn quản lý chất lượng là hướng đi tất yếu để xâm nhập các thị trường xuất khẩu khó tính như châu Âu. Tôi nghĩ rằng là cứ có thể là mình làm một lần, hai lần thì không có thể là họ sẽ bảo là nó cần chưa được. Thì mình sẽ phải thay đổi thôi. Mình phải xem là họ cụ thể họ cần cái gì, cần cái hỗ trợ kỹ thuật như thế nào cho mình. Là cụ thể thì bây giờ là họ muốn sản phẩm cần phải như thế nào, tiêu chuẩn như thế nào thì bây giờ thì mình áp dụng theo. Và mình phải thay đổi thôi, chứ không cách nào khác. Theo các chuyên gia, để xuất khẩu, hàng hóa thực phẩm ngoài quy định của nước nhập khẩu bắt buộc phải tuân thủ các thông lệ quốc tế về an toàn thực phẩm. Áp dụng các tiêu chuẩn này, các doanh nghiệp được xem như đã vượt qua hàng rào kỹ thuật thâm nhập thị trường. Đơn cử như tiêu chuẩn ISO, hiện mới có khoảng 1.000 doanh nghiệp trong ngành thực phẩm được cấp chứng chỉ ISO, con số khá ít so với hàng chục ngàn doanh nghiệp trong lĩnh vực này. Cái việc áp dụng các cái hệ thống quản lý về an toàn thực phẩm như là ISO 2000 thì nó là cái thông lệ chung, và trong một số trường hợp thì nó là tiêu chuẩn. Ý là nếu anh tham gia vào một số lĩnh vực, một số thị trường, một số điều khu vực thì đấy là cái điều kiện cần để anh có thể tham gia. Thế nên nếu mà các doanh nghiệp mà chưa có cái hệ thống quản lý an toàn thực phẩm theo các tiêu chuẩn như ISO 2000 chẳng hạn, thì họ sẽ ở cái vị thế là bất lợi thế cạnh tranh so với doanh nghiệp khác. Nghị định mới của chính phủ đưa ra là các đơn vị và các doanh nghiệp áp dụng cái ISO 22000 là hoàn toàn có thể thay thế được cái giấy chứng nhận về cơ sở đạt đủ điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm. Thì với những tất cả những cái yếu tố đó thì cái xu hướng mà các đơn vị áp dụng cái chuẩn mực quốc tế này càng ngày càng lớn hơn. Các hiệp định thương mại tự do mới như EVFTA có hiệu lực, cơ hội giảm thuế cũng sẽ mở ra cho ngành thực phẩm, bên cạnh ngành dệt may, da giày. Đây cũng đồng thời là áp lực để doanh nghiệp trong nước nâng cao tiêu chuẩn sản xuất, đáp ứng tốt hơn nữa đòi hỏi của thị trường.